những điểm nóng ma túy được xóa bỏ, những băng nhóm tội phạm bị triệt phá, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng. Đó là những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cho cuộc sống được bình yên của tập thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố Cam Ranh trong năm 2022. Hình ảnh vụ trộm đột nhập vào nhà dân lấy cắp tài sản xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2023. Hai chiếc xe máy có giá trị của gia đình ông Trần Đình Tài ở tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh đã bị tên tội phạm lấy mất. Xem lại camera, ông Tài không khỏi giật mình lo lắng bởi sự liều lĩnh của tên tội phạm. Sau khi lấy đi chiếc xe máy SH1 và một số đồ đạc, tên trộm đã tiếp tục quay trở lại lấy tiếp một chiếc xe máy hiệu Jupiter để trước sân. Chỉ ít giờ sau khi báo cho công an thành phố, ông Trần Đình Tài vui mừng và không thể ngờ là lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt được thủ phạm gây án, thu hồi tài sản trả lại cho gia đình ông. Sau khi cái vụ mất cắp ở tại nhà mình vào hôm đó thì lực lượng công an thành phố Cam Ranh và công an phường Cam Nghĩa đã tích cực vào cuộc. Thật sự gia đình mình và mọi người ở xung quanh rất hồng phục với một cách làm việc rất là nhanh chóng và kịp thời, tận tình để truy bắt được tội phạm. Sau cái lần này đó, gia đình cũng rút ra một kinh nghiệm cho mình là phải cẩn thận hơn về tài sản. Nhưng mà thật sự cái lòng khâm phục của gia đình và tất cả mọi người đối với công an thật ra một niềm tin rất lớn. Còn với bà Đỗ Thị Bé, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, thì đến giờ này bà vẫn không quên được thời khắc mình bị tội phạm cướp giật mất sợi dây chuyền vàng có giá trị hàng chục triệu đồng. Bàng hoàng, tiếc nuối, xen lẫn sự lo lắng bởi quá trình gây án quá nhanh, quá manh động của bọn cướp. Và cũng chỉ ít ngày sau, bà đã rất vui mừng khi nhận được tin hai đối tượng cướp giật dây chuyền của mình đã bị công an thành phố bắt giữ. Tôi trong quán nước vừa ra thì đi khoảng 100m, hơn 100m gì đó là có hai cái thằng cướp ở đằng sau nó tới. Đột sức nó giục cái dây chuyền tụi nó chạy. Chạy rất là nhanh, nhưng tôi được theo một đoạn đường, tôi kêu cướp cướp, nhưng mà không ai nghe. Chân thành cảm ơn chính quyền và mấy chú công an rất là nhiều. Với nhiều người dân ở tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, thì việc xóa bỏ được tụ điểm ma túy phức tạp ở khu vực Vườn Điều là một niềm vui lớn của cả khu phố trong năm 2022 vừa qua. Trước đây, người dân ở khu phố Lộc An đều e ngại khi phải đi qua hoặc đến gần khu vực này. Những đối tượng nghiện vật vờ ngày đêm, bơm kim tiêm mà các đối tượng nghiện dùng xong vứt vương vãi khắp nơi, tài sản nhiều gia đình trong khu thỉnh thoảng lại không cánh mà bay. Cuộc sống của nhiều gia đình trở nên bất an bởi tệ nạn ma túy. Quyết tâm vào cuộc, công an thành phố, chính quyền địa phương đã bằng nhiều biện pháp vừa đấu tranh xử lý, vừa tuyên truyền vận động. Đến giữa năm 2022, tụ điểm ma túy ở khu Lộc An đã được xóa bỏ. Cuộc sống của bà con trở lại những tháng ngày bình yên. Về cái ma túy, tại cái tụ điểm này là trên núi, đồi dốc. Đó, mà hơn nữa là quán nhà dân. Thành một số đối tượng là ở các cái phường khác về đây là coi như tụ tập để tiêm chích. Trước đây là bà con mà lên đây đi lên là sợ lắm, nào là xăm hình xăm rắn đều đủ loại, con cháu mà nó chiều đi tập thể dục lên này nó cũng không dám lên. Sau thời gian đó thì bên ngành công an thì cũng có triệt phá là bắt số đối tượng, đem lại cái bình an cho địa phương, cho xóm làng, cho bà con đi lại. Thành phố trẻ Cam Ranh đang có sự phát triển đầy năng động, đô thị hóa bao giờ cũng vậy. Bên cạnh những mặt tích cực như góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân, cơ sở kỹ thuật hạ tầng được cải thiện nâng cao, thì cũng tiềm ẩn nhiều mặt tiêu cực, mà một trong số đó là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với cán bộ công an thành phố Cam Ranh, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu xuyên suốt trong mọi giai đoạn, nhất là giai đoạn hiện nay,
Khi thành phố đang tập trung thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với nhiều mục tiêu phát triển bứt phá trong thời gian tới. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, từ đó lực lượng công an thành phố Cam Ranh luôn giành thế chủ động trong đấu tranh trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra tình trạng tội phạm phức tạp kéo dài, hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Để thực hiện mục tiêu ấy, từng tập thể, từng cá nhân, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ công an thành phố luôn phải rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân thành phố làm động lực để phấn đấu. Trở lại chuyên án triệt phá nhóm tội phạm chuyên cướp giật dây chuyền vàng trên đường phố vào giữa tháng 11 năm 2022. Việc điều tra truy bắt nhóm tội phạm này là một hành trình đầy gian nan, thử thách và phải là những người trong cuộc mới cảm nhận hết những khó khăn, thách thức đặt ra. Đây là nhóm tội phạm đến từ địa bàn tỉnh khác, hoạt động chuyên nghiệp ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Gây án ở tỉnh này, đi tỉnh khác tiêu thụ, rồi lại tiếp tục gây án. Trong khi đó, thông tin nhận dạng của nạn nhân về nhóm cướp gần như bằng không. Không một ngày ngơi nghỉ, các trinh sát hình sự công an thành phố Cam Ranh lần theo từng thông tin, xác minh từng manh mối dù là nhỏ nhất. Và sau 20 ngày, được sự phối hợp của công an các tỉnh bạn, trinh sát hình sự đã bắt nóng được nhóm tội phạm khi chúng đang chuẩn bị gây án ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Do cái tính chất phức tạp của vụ án gây bức xúc cho nhiều quần chúng nhân dân ở khu vực dân cư, cho nên là công an thành phố chúng tôi đã đề ra cái mục tiêu chính trị rất là cao, phải kiên quyết truy bắt cho bằng được các đối tượng để đảm bảo cái yêu cầu chính trị ở địa phương. Trong quá trình thực hiện đấu tranh chuyên án và truy bắt các đối tượng, cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là cái sự di chuyển của các đối tượng, di chuyển thường xuyên liên tục. Thì qua nắm tình hình và theo dõi phối hợp với các cái địa phương, thì không chỉ là các đối tượng là di chuyển qua các cái địa phương như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, mà còn di chuyển cả vào Bình Dương cũng như các tỉnh miền Tây, với cái tinh thần là nhiệt huyết hăng hái, vượt qua mọi khó khăn để mà cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, mang lại cái bình yên và cái sự an tâm tin tưởng hơn của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an thành phố. Ở đâu và khi nào cũng vậy, đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy luôn chứa ẩn đầy sự hiểm nguy. Tội phạm ma túy vốn là tội phạm ẩn, tính chất hoạt động tinh vi, liều lĩnh. Lực lượng công an trên trận tuyến này nếu thiếu đi sự quyết tâm, bản lĩnh thì rất khó để phát hiện, đấu tranh. Để xây dựng nhiều hơn những địa bàn dân cư không có tội phạm về tệ nạn ma túy, công an thành phố Cam Ranh tập trung vừa chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, vừa tăng cường triển khai các công tác nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, quyết tâm đẩy lùi các hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Năm 2022, công an thành phố đã phát hiện 58 vụ, bắt giữ 89 đối tượng tội phạm về ma túy. So với các năm trước, tăng cả về số vụ, số đối tượng và số tang vật thu giữ. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã cơ bản xóa được 6 tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Nếu chỉ đơn thuần là những con số, những đối tượng bị bắt giữ, thì rất khó thấy được hiệu quả mà các chiến sĩ công an ở đây đã làm. Có một điều người dân Cam Ranh đã thấy được và thấy rõ, đó là cứ mỗi năm qua đi, những tụ điểm ma túy lại giảm dần, người dân bớt lo lắng dần. Chính điều ấy như càng tiếp thêm sức mạnh, giúp những chiến sĩ công an ở đây quyết tâm hơn nữa trên trận tuyến đầy gian nan, thử thách. Trong thời gian tới, thì đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy công an thành phố Cam Ranh sẽ tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung triệt xóa một số địa điểm tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy trên các địa bàn. Trong đó tập trung sẽ là những địa bàn trọng điểm như Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc và
địa bàn phường Cam Linh và Cam Bang Ngòi. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này thì đội cũng đã xây dựng một cái kế hoạch và giao cho các đồng chí trinh sát tại địa bàn tiến hành thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ đó có đối sách, có kế hoạch để mà tiến hành thực hiện triệt xóa các địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiến hành tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với lại quần chúng nhân dân, tiến hành tuyên truyền đến những người dân, đến những quần chúng nhân dân tại các địa phương, tại các địa bàn trên toàn thành phố nắm vững được những tác hại của về ma túy, từ đó có công tác phòng chống về ngừa có hiệu quả. Để có được những kết quả quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Cam Ranh luôn đề cao vai trò từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân, hàng năm, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Bằng nhiều cách làm, nhiều biện pháp, với sự chủ động tham mưu của Công an các địa bàn cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có những chuyển biến rõ nét, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Biến áp lực thành động lực, sự phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của mỗi đơn vị, của từng cán bộ chiến sĩ đã góp phần làm nên những dấu ấn quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2022, Công an Cam Ranh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Kết quả ấy được kết tinh từ sự đoàn kết thống nhất, từ ý chí đến hành động của tập thể lãnh đạo và từng cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Đó còn là sự gương mẫu tận tâm qua từng công việc, từng nhiệm vụ, sự tin yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, lợi dụng công nghệ cao, băng nhóm bảo kê, cho vay, lãi nặng. Vì vậy, cần tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giải quyết ổn định tình hình, không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là băng nhóm tội phạm có tổ chức lộng hành, đảm bảo an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023. Thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Cam Ranh đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá vươn lên nhằm khai thác và phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế của địa phương. Với lực lượng công an thành phố, năm 2023 cũng là năm đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị với nhiều chủ trương giải pháp có tính đột phá. Tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết này sẽ góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố Cam Ranh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả quá trình xây dựng, phát triển của thành phố, quê hương.